mừng các bạn quay trở lại kênh Dứa TV. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng học về các con vật nhé. Con gì đây? Con gà. Con gì đây? Con lợn. Con lợn. Con chó. Con chó. Con mèo. Con mèo. Con chim. Con chim. Con hổ. Con hổ. Con voi. Con voi. Hươu cao.
rau cổ. Hương cao cổ. Sư tử. Sư tử. Con khỉ. Con khỉ. Thỏ. Con thỏ. Con chuột. Con chuột. Con ong. Con ong. Con bướm. Con bướm. Con kiến. Con kiến. Con gì đây?
con bò. Con bò. Con dê. Con dê. Con cừu. Con cừu. Con ngựa. Con ngựa. Con rắn. Con rắn. Con cá sấu. Con cá sấu. Con cá. Con cá. Con cua. Con cua. Con gì?
con rùa. Con rùa. Con gấu. Con gấu. Con ếch. Con ếch. Con vịt. Con vịt. Con nhện. Con nhện. Con cá mập. Con cá mập. Gấu trúc. Gấu trúc. Bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn.